Tài liệu KGB, tình báo sổ Mỹ đã nắm được có ít nhất 58 loại người ngoài hành tinh trên trái đất. Cách đây không lâu, người ta tìm thấy một tập thông tin mật bị rò rỉ ra ngoài sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong đó không chỉ đề cập đến việc một số nhà lãnh đạo của các quốc gia đã giao thiệp với người ngoài hành tinh, mà tài liệu thậm chí còn đề cập rằng có hơn 58 loại người ngoài hành tinh đang ở trên trái đất. Một số có hình dáng quen thuộc với chúng ta, một số nằm ngoài sức tưởng tượng, thậm chí chúng có thể tùy ý biến hóa và ẩn nấp nơi nhân loại. Ví dụ, người ngoài hành tinh AFIM tới từ chòm sao Lyra có khả năng tàng hình. Nhưng khi họ đi ngang qua con người, những người ở gần sẽ cảm thấy lo lắng ở một mức độ nhất định. Đặc biệt tại trang 109 của cuốn sách có một thông điệp từ một người ngoài hành tinh nói rằng đây là thời điểm quan trọng đối với nhân loại. Từ năm 2017, một số người sẽ nhận thấy một số thay đổi. Và sau đó, đến năm 2022, bạn sẽ thấy sự khởi đầu của kết thúc trừ khi bạn thay đổi. Thật trùng hợp, hiện nay trên thế giới thực sự đang xảy ra rất nhiều sự việc. Và cuốn sách này được xuất bản vào năm 1946. Vậy làm sao nó có thể biết trước rằng thế giới sẽ hỗn loạn vào năm 2022? Lẽ nào cuốn sách này liên quan tới người ngoài hành tinh? Nếu đúng như vậy, chúng ta nên xem cuốn sách này một cách nghiêm túc, vì trong đó không chỉ có một lời tiên tri, mà nội dung cuốn sách thậm chí còn liên quan đến câu trả lời cho tất cả những bí ẩn chưa được giải đáp trên trái đất. Nó thậm chí còn có đề cập đến mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày, ẩn chứa một bí mật về đấng sáng tạo. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về tài liệu mật KGB tiết lộ về người ngoài hành tinh. Năm 2017, một cuốn sách có tên Cuốn sách về các chủng tộc người ngoài hành tinh đã được xuất bản. Tác giả của cuốn sách này là Gil Carson. Ông là một người Mỹ bình thường, học về lịch sử ở trường đại học, thích kết bạn và đi du lịch khắp nơi vào mùa hè. Năm 2004, trong một chuyến du lịch, Gil gặp Peter, một người Ukraine. Vì Peter nói tiếng Anh rất tốt, nên cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân tâm sự đủ thứ và thậm chí còn thường đi du lịch cùng nhau. Và một ngày năm 2008, cả hai quyết định thực hiện một chuyến đi xa, khởi hành từ Ý và đi qua miền Nam Tây Ban Nha, nơi họ sẽ dừng lại một chút để thăm những người bạn đang sống trong tù và sau đó đến Bồ Đào Nha để thăm cha của Peter. Ông từng là một nhà ngoại giao Ukraine và sau khi nghỉ hưu đã chuyển đến Bồ Đào Nha. Gil rất vui khi biết tin mình có cơ hội gặp cha của Peter, vì ông rất thích lịch sử, chính trị, và cha của Peter chính là nhà ngoại giao Ukraine trong thời gian chiến tranh lạnh. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời từ cha của Peter. Quả nhiên khi hành trình đến chặng cuối cùng, đó là tại nhà của cha Peter, Gil đã nghe được rất nhiều câu chuyện ly kỳ trong chiến tranh lạnh. Trong 3 ngày đó, ba người họ luôn ngồi quanh đống lửa với ly rượu đỏ trên tay và bắt đầu nói chuyện thoải mái về việc Ukraine độc lập như thế nào và đã đánh cắp bí mật của Liên Xô ra sao. Đôi khi, ông già sẽ tròn mắt nhìn khi mô tả câu chuyện rất căng thẳng của chiến tranh lạnh. Đôi khi, đôi mắt của ông rơm rớm kể về cuộc trả thù giang dở. Hai chàng trai trẻ vô cùng hứng thú. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của cuộc hành trình. Buổi sáng trước khi lên đường, cha của Peter đột nhiên hỏi họ có thể dọn dẹp gác xếp hay không. Trên đó rất nhiều đồ lặt vặt. Ông già hy vọng họ có thể dọn bớt đồ vứt đi, để sau này làm căn gác xếp thành phòng khách. Hai người trẻ tuổi nghe xong lập tức đồng ý. Vốn dĩ họ cho rằng đồ trên gác xếp chắc là đồ đạc ít dùng đến. Thế nhưng khi leo lên gác xếp, họ phát hiện ra rằng trên gác xếp thực sự chứa đầy các hộp các tông. Hầu hết chúng chứa một số thông tin của cha Peter khi làm nhà ngoại giao. Nhưng một số thông tin hóa ra lại là thông tin mật do gián điệp Liên Xô cung cấp cho Ukraine. Điều kinh ngạc là một số bí mật từ KGB của Liên Xô, từng là cơ quan tình báo mạnh nhất thế giới, thậm chí còn nắm giữ những tình báo mà CIA Mỹ không cách nào có được. Trên thực tế, nhà lãnh đạo đương nhiệm của Nga Putin trước đây cũng là thành viên của KGB. Sau khi biết được nguồn gốc của những tài liệu này, Gil đã hỏi bố của Peter liệu mình có thể lấy chiếc hộp không, và ông không từ chối, nên Gil thuê một chiếc xe tải đến chở những chiếc hộp về nơi ở của mình.
Lúc đó Gil thầm nghĩ, có thể sẽ xem được thêm nhiều tài liệu bí mật sau khi Liên Xô giải mật ở trong những chiếc hộp. Nhưng thật kinh ngạc, anh đã nhìn thấy bên trong chiếc hộp những sinh vật kỳ lạ. Theo lời kể của Gil, anh rất bất ngờ khi biết có người ngoài hành tinh trong những tài liệu mật này, nên đã lập tức hỏi bố của Peter. Không ngờ bố của Peter rất bình tĩnh và nói với anh rằng, đúng vậy, thông tin cháu xem chính là người ngoài hành tinh. Thậm chí ông còn nói với anh rằng, ngay từ thế kỷ trước, nhiều quốc gia như Liên Xô đã bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với người ngoài hành tinh. Trên thực tế, ngay từ thuở ban đầu, quan hệ của Liên Xô với người ngoài hành tinh thậm chí còn vượt qua cả Hoa Kỳ. Thế nhưng, không biết tại sao người ngoài hành tinh ngày càng đến gần nước Mỹ. Mãi đến sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, bố của Peter mới có cơ hội nắm được những thông tin này. Ngoài những người ngoài hành tinh thường thấy, thậm chí còn có rất nhiều chủng tộc người ngoài hành tinh chưa từng thấy. Chẳng hạn như người ngoài hành tinh Tengri, từ số 56 của dải ngân hà, có 6 xúc tu giống bạch tuộc trên đầu. Chúng chủ yếu sống dưới lòng đất và có thể tồn tại mà không cần không khí và nước. Ngay từ 10.000 năm trước, chúng đã đến trái đất. Lần cuối cùng người dân nhìn thấy chúng là ở gần Buenos Aires, Argentina. Và chúng hiện đang duy trì mối quan hệ tốt với chính phủ của nhiều quốc gia. Ngay cả cuốn sổ tay ố vàng mà Gil tìm thấy trong hộp cũng là một cuộc điều tra, chỉ có thể hoàn thành với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh Tengri. Trên thực tế, trước khi Liên Xô tan rã, các tướng lĩnh cấp 1 của Tổng cục Phản gián Esmus của họ sẽ có một cuốn sổ tay hướng dẫn như vậy, trong đó nêu chi tiết thông tin về người ngoài hành tinh do Liên Xô nắm giữ. Tại trang đầu tiên của cuốn sổ tay cũng có thể xem mã của Tổng tư lệnh không quân Liên Xô, Konstantin Andreevich Vesinin. Trên đó đề cập rằng, bạn có trách nhiệm điều tra kỹ lưỡng tất cả các sinh vật ngoài trái đất và gửi kết quả cho người giám sát của bạn là KL-44. Và bạn có trách nhiệm giữ bí mật những phát hiện trong quá trình điều tra. Nếu sự an toàn cá nhân của bạn bị đe dọa, bạn có trách nhiệm phải tiêu hủy cuốn sách này ngay lập tức. Trong quá trình điều tra, nếu đối tượng điều tra là con người, thì bạn phải điều tra sự việc, yêu cầu nhân chứng thu thập bằng chứng. Thế nhưng, nếu đối tượng điều tra của bạn là người ngoài hành tinh, bạn phải tiếp xúc với họ và theo dõi để học hỏi từ họ. Nhưng hãy nhớ không được có bất kỳ hoạt động tình dục nào với người ngoài hành tinh trong quá trình điều tra. Nếu vi phạm, những người thân thiết của bạn sẽ phải trả giá bằng mạng sống của họ. Sở dĩ sách hướng dẫn quy định các điều tra viên rất nghiêm ngặt là vì Liên Xô đã phát hiện ra rằng có một thế lực đen tối từ vũ trụ đang muốn bắt cóc nam giới, uy hiếp và ép buộc họ giao phối với người ngoài hành tinh. Một trong những căn cứ bí mật của chúng nằm ở Tam Giác Quỷ Bermuda. Tam Giác Quỷ Bermuda. Tam Giác Quỷ Bermuda hay còn được gọi là Tam Giác Quỷ, nổi tiếng trên thế giới về sự biến mất không thể giải thích của máy bay và tàu thuyền. Tuy nhiên, theo cuốn sổ tay hướng dẫn, những con tàu thực sự biến mất vì người ngoài hành tinh đang tiến hành thử nghiệm ở đây. Năm 1798, một chiến hạm mang tên USS Pickering được chính thức đưa vào sử dụng. Do vào thời điểm đó, Hoa Kỳ và Pháp thường xuyên xảy ra các trận hải chiến, Pickering vừa ra khơi đã được sử dụng để chiến đấu với hải quân Pháp. Vào năm 1799, nó đã bắt sống thành công 4 tàu của Pháp và trở nên nổi tiếng trong Thế chiến thứ nhất. Vào thời điểm đó, đã được đánh giá cao tại Hoa Kỳ, nó được mọi người đặt nhiều hy vọng. Vào tháng 6 năm 1800, Pickering chở 70 sĩ quan và binh lính đột ngột mất liên lạc khi đang đến gần bán đảo Florida. Cho đến ngày nay, không ai biết nó đã đi đâu. Không như vậy, năm 1814, một chiếc tàu khác là USS Wasp của Mỹ đã đánh bại 3 tàu chiến của Anh, cũng biến mất không thể giải thích được khi đi qua cùng một vùng biển. Lúc đó trên tàu Wasp đang chở tổng cộng 173 sĩ quan và binh lính. Điều kỳ lạ là những con tàu biến mất không lý do này lại được trang bị những thiết bị tối tân nhất thời kỳ đó, nhưng chúng vẫn biến mất. Theo thông tin từ tình báo do Liên Xô nắm giữ, lý do khiến những con tàu biến mất một cách khó lý giải này là do có ít nhất 2 căn cứ của người ngoài hành tinh ẩn dưới Tam Giác Quỷ Bermuda. Và tất cả những điều này
bắt đầu từ 4.000 năm trước. Căn cứ dưới biển. Vào khoảng 2.000 năm trước, trong chòm sao Cá Heo, cách trái đất 254 năm ánh sáng, có một chủng tộc thông minh gọi là Machas. Lúc đó, họ mới biết rằng trong hệ mặt trời đã bắt đầu xuất hiện nền văn minh. Vì Machas là người chịu trách nhiệm quản lý ngân hàng gen của dải ngân hà, họ quyết định đến trái đất để quan sát chặt chẽ sự phát triển của nền văn minh nhân loại và lấy mẫu gen của con người để bảo quản thích hợp. Theo cuốn sổ tay hướng dẫn, mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng họ rất hòa bình, hoàn toàn không hề có ác ý với con người. Tuổi thọ trung bình của họ có thể lên tới 400 tuổi. Lý do tại sao họ thành lập căn cứ dưới biển Bermuda hoàn toàn là vì họ vốn là một nền văn minh dưới biển và làn da của họ không thể thích nghi với khí hậu khô hạn của đất liền, nên mới sống dưới biển. Tuy nhiên, họ đôi lúc lại có thể bay trên mặt biển để tuần tra trên trái đất. Ví dụ, vào ngày 27 tháng 7 năm 1566, tàu vũ trụ của Machas xuất hiện trên không ở Basel, Thụy Sĩ. Sự việc này đã được báo chí và truyền thông địa phương ghi lại. Các phương tiện truyền thông thậm chí còn mô tả vụ việc là sự xuất hiện đột ngột của nhiều đám mây đen hình đĩa, hình mặt trời trên bầu trời. May mắn là dị tượng trên bầu trời không kéo dài, nên không gây hoảng sợ cho người dân địa phương. Sau đó một sự kiện khác xảy ra ở Ý, khiến rất nhiều người sợ hãi. Năm 1608, các tờ báo của Pháp đã ghi lại một sự kiện kỳ lạ ở các khu vực ven biển như Genoa. Theo mô tả của các nhân chứng tại hiện trường, rạng sáng cùng ngày, người dân ven biển lần đầu tiên nhìn thấy ba tàu phát quang chưa rõ nguồn gốc. Đôi khi, những con tàu này bay thấp trên thành phố và đôi khi chúng đột ngột lao xuống nước. Và khi chúng chuẩn bị lặn xuống nước, những người trên bờ có thể nhìn thấy nước rồi. Do hiện tượng lạ liên tục diễn ra trong thời gian dài, khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Chính quyền địa phương thậm chí có lúc tiến hành bắn pháo, tìm cách xua đuổi con tàu bí ẩn. Nhưng những con tàu này vẫn thờ ơ, thậm chí không bị thương. May mắn là một ngày sau đó, sự việc đã kết thúc trong hòa bình. Thế nhưng, một nhóm khác xây dựng căn cứ Bermuda với mục đích đến trái đất của họ không chỉ đơn giản để quan sát con người. Thế lực tà ác. Thời gian quay ngược lại 500.000 năm trước. Vào thời điểm này, một tàu vũ trụ liên sao từ chòm sao Megapi vừa đặt chân đến trái đất. Lúc đó, trên trái đất chưa có nền văn minh. Những người Major, tộc người thích thuộc địa đã bí mật ghi lại tọa độ thời không của trái đất. Bởi vì họ biết rằng, một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ di dân tới hành tinh này, giống như 26 hành tinh khác trong dải ngân hà. Tương lai, trái đất sẽ nằm trong tay của họ. Thời gian trôi nhanh, 100.000 năm đã qua chỉ trong nháy mắt. Vào khoảng 10.000 năm trước, người Mercury đã quay trở lại trái đất. Nhưng lúc này, trái đất không chỉ xuất hiện con người, mà có cả những thế lực ngoài hành tinh từ khắp vũ trụ cũng xuất hiện. Khi đó, sự việc này khiến họ rất bất bình, vì họ cho rằng trái đất là do họ khám phá ra trước và phải thuộc về họ. Vì vậy, kể từ thời điểm đó, người Major tuyên bố chủ quyền của họ ở khắp mọi nơi và xảy ra chiến tranh với một số chủng tộc ngoài hành tinh. Một số cuộc chiến thậm chí khiến con người lầm tưởng rằng các vị thần đang chiến đấu. Nhưng đó thực sự chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lợi giữa những người ngoài hành tinh. Và điều kinh ngạc là ngay cả vụ nổ Tunguska nổi tiếng năm 1908 cũng có liên quan đến người ngoài hành tinh. Mặc dù một số học giả đã cố gắng giải thích vấn đề này một cách khoa học, nhưng theo điều tra của KGB Liên Xô, vụ nổ Tunguska là do chiến tranh giữa những người ngoài hành tinh gây ra. Và cuộc chiến này đã diễn ra 5 ngày trước khi vụ nổ bắt đầu. Bởi vì người mây chơi tranh giành tài nguyên của trái đất nên đã chiến tranh với người đo dây. Người đo dây này không phải là tầm thường, họ đến từ một nền văn minh rất cổ xưa. Nền văn minh của họ đã tồn tại ít nhất 4 tỷ năm. Mặc dù công nghệ của họ rất tiên tiến, nhưng họ rất tàn bạo, thậm chí còn ăn thịt các chủng tộc ngoài hành tinh khác, thậm chí là cả con người. Và cuộc chiến bắt đầu tại không gian vũ trụ gần trái đất. Khi cuộc chiến bắt đầu, tộc người ngoài hành tinh tên là Elmanuk ngay lập tức đến thuyết phục. Họ là một trong những chủng tộc hòa bình nhất trong vũ trụ và luôn muốn giúp đỡ các chủng tộc khác. Vì vậy, trong vũ trụ, mọi người đều kính trọng Elmanuk. Nhưng điều đáng ngạc nhiên
là sau khi nhìn thấy người ngoài hành tinh El Manuk, cả hai bên không những không nghe mà thậm chí còn tấn công họ. Kết quả là phi thuyền của El Manuk bị hư hại nghiêm trọng và rơi xuống trái đất với tốc độ rất nhanh và nổ tại Tunguska. Mây chờ, những người phát động cuộc chiến cũng không chiến thắng được tộc Đo Dây. Trên thực tế, cả hai chủng tộc đã phải trả giá đắt cho cuộc chiến này. Thế nhưng, mây chờ độc ác không có ý định từ bỏ trái đất bởi vì trái đất quá đặc biệt đối với họ. Kế hoạch ký sinh trùng. Sau vụ nổ Tunguska, người mây chờ cuối cùng nhận ra rằng trái đất không nằm trong tay họ. Vì vậy họ quyết định thỏa hiệp trên bề mặt. Nhưng trên thực tế, họ đã bắt đầu liên minh riêng với các văn minh ký sinh trùng khác. Theo thông tin tình báo Liên Xô nắm giữ, có một thế lực tà ác trong vũ trụ, chúng được các nền văn minh khác gọi là ký sinh trùng. Nhưng loài ký sinh trùng này không phải là một chủng tộc, mà bao gồm nhiều chủng tộc, các băng nhóm tập hợp cho một mục đích thuộc địa chủng. Năm đó, mây chờ vì để chiến đấu chống lại phần còn lại của các thế lực ngoài trái đất, bắt đầu liên minh với ký sinh trùng Dịch Hàn Tích, đến từ chòm sao Horologium. Ngay từ 1,5 tỷ năm trước, chúng đã chế tạo ra những con tàu để du hành xuyên không gian giữa các ngôi sao và sử dụng những con tàu vũ trụ này để di cư đến các hành tinh khác nhằm thu thập nhiều khoáng chất quý hiếm hơn. Vì vậy, sau khi quyết định thành lập liên minh, bộ tộc Mây Chờ đã ngay lập tức tìm gặp Dịch Hàn Tích và hứa sẽ không tranh giành khoáng sản trái đất với họ trong tương lai, bởi vì Mây Chờ muốn có con người. Và sau khi thành lập một liên minh, những ký sinh trùng do tộc Mây Chờ đứng đầu đã quyết định xây dựng một căn cứ tráng lệ dưới nước ở Bermuda. Căn cứ này chủ yếu có hai chức năng. Thứ nhất, họ sẽ xây dựng một cổng không gian đa chiều trong chính tòa nhà trung tâm của căn cứ. Nó không chỉ có thể đi xuyên qua vũ trụ mà còn có thể du hành các thời không của các chiều không gian khác nhau. Một chức năng khác của nó là giam cầm những con người bị bắt cóc. Theo cuốn sổ tay hướng dẫn, họ đã bắt cóc ít nhất 5.000 nam giới và chuyển họ đến đây. Và mục đích của họ là tìm cách biến con người thành nô lệ. Không chỉ vậy, mà đơn vị tình báo của Liên Xô thậm chí còn cho rằng một số dịch bệnh trên trái đất có liên quan gì đó đến bộ tộc Mây Chờ. Mục đích của nó là hy vọng dân số trái đất sẽ không vượt quá 8 tỷ người. Và điểm này hơi kinh dị, bởi vì theo thống kê mới nhất, tổng dân số trên trái đất đã lên tới 7,9 tỷ người. Tuy nhiên, theo cuốn sổ tay hướng dẫn, thế lực của tộc Mây Chờ đã bị kìm hãm do có một nhóm người đến từ vũ trụ khác đang cố gắng hết sức để quét sạch Mây Chờ. Ở cuối sách, có một thông điệp từ người ngoài hành tinh nói rằng, kể từ khi con người tiếp xúc với người ngoài hành tinh, các bạn luôn hỏi chúng tôi rằng ai đã tạo ra vũ trụ và ai đã tạo ra con người. Bây giờ chúng tôi sẽ cho bạn biết sự thật. Vũ trụ này có đấng sáng tạo và Ngài tạo ra vũ trụ cùng vạn sự vạn vật. Kính thưa quý vị, những thông tin mật trên là một phần của cuốn sách về các chủng tộc người ngoài hành tinh. Nó đã cung cấp một cái nhìn khách quan và hoàn toàn mới lạ đến quý độc giả. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện trên? Xin hãy để lại ý kiến của quý vị ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề khám phá tiếp theo.